Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, không còn hình thái thời tiết nào gây mưa, đêm qua cả miền Bắc hầu như không còn mưa. Lúc này trời đã chuyển nắng, nền nhiệt ngoài trời đang duy trì ở mức từ 26 đến 28 độ, cảm giác oi ả của những ngày hè đã xuất hiện. Trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng tạnh giáo, nền nhiệt vì thế sẽ tăng dần theo thời gian. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ở mức từ 33 đến 35 độ, trời oi bức. Một số nơi trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ. Dự báo tình trạng oi bức ở miền Bắc sẽ còn duy trì đến hết ngày mai. Từ đêm mai trở đi, khi có mưa dông trở lại, tình trạng oi bức sẽ chấm dứt không mưa, nắng mạnh từ sớm. Cũng là trạng thái thời tiết lúc này tại các tỉnh thành miền Trung. Trời nắng sớm cộng thêm tác động của hiệu ứng phơn Tây Nam xuất hiện. Trong ngày hôm nay, cả dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi là nơi hiệu ứng gió phơn tác động mạnh, còn xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 37 đến 38 độ. Chỉ riêng các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của gió phơn nên ngày hôm nay trời nắng sớm nhưng nắng nóng chưa xuất hiện, mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Ngày đầu tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang có nắng sớm, tuy nhiên gió Tây Nam đã hoạt động mạnh trở lại nên cường độ nắng ở Nam Bộ sẽ giảm. Thời gian nắng cũng chỉ thu hẹp lại, vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ sẽ giảm còn 33 đến 36 độ. Nóng chỉ còn xảy ra tại khu vực miền Đông của Nam Bộ. Với các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Vào chiều và tối nay, mưa dông sẽ quay trở lại trên cả hai khu vực. Và từ ngày mai, khi gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn, tại Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa nhiều hơn, nắng nóng sẽ kết thúc. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa, gió chuyển hướng Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5. Với khu vực biển huyện đảo Trường Sa, khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km. Nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong ngày tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng có nơi nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 38 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ.